Vừa mới trở nên thân thiết với nhau thôi, tôi rất buồn khi cô phải rời đi. Tôi cũng vậy, đã gần thành công với mì cây ngón biển và nước dùng cô đặt rồi mà. Tôi rất tiếc về dự án sản phẩm mới, nhưng cô cũng đừng quá thất vọng. Cô nên quay về chỗ của cô, ở nhà hàng, và làm chăm chỉ đi. Cô không cần giả vờ khoe mẽ. Cô nghĩ mình xứng đáng với vị trí trưởng phòng sao? Hình như anh có mối quan hệ nào đó với giám đốc nhà hàng của tôi có phải không? Không một ai biết điều này hết. Giữa tôi và giám đốc đó, chúng tôi có một bí mật.